Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mê Nuôi Cá của mình. Dự định ngày hôm nay là mình sẽ đi nấu nước lá bàn. Tại vì mùa mưa sắp tới nữa rồi mà mấy con cá betta nhà mình á thì nó không thể thiếu cái nước lá bàn này được. Tôi đang chuẩn bị để tôi rửa mấy cái lá bàn nè. Hôm qua tôi đi ăn cái tôi ghé tôi lụm được một bọc lá bàn như thế này nè. Hôm giờ ta nói bận quá trời luôn, không có thời gian mà đi lụm. Bây giờ thì tôi sẽ đi rửa nó cá nha. Tại vì trong lá bàn có bụi với cát gì không đây không à. Mọi người nhớ lụm xong rồi mọi người phải đi rửa nha. Mấy cái lá bàn này nó dơ quá trời luôn á. Do hôm nay là trời nó mưa cho nên là tôi đi ra trước cửa rồi rửa luôn cho nó dễ. Các bạn nhìn thấy như vậy thôi chứ lá bàn nó dơ cát không à. Cũng lâu rồi thì cũng không có làm clip dài cho mọi người coi. Để không thôi người ta nói mình làm clip ngắn không, không có clip dài để cho mọi người coi đúng không? Biết bao nhiêu là cái kinh nghiệm mình cần để nói luôn á. Tại vì không có thời gian để quay đấy chứ. Mọi người chạy sơ sơ được rồi, đừng có kỹ quá họ mình cũng còn lượt lại nữa mà. Thường cái lá bàn này mọi người ngâm hay mọi người nấu? Chứ riêng tôi là tôi đem đi nấu nha. Ngâm nó lâu lắm, chứ lại nó không có diệt được vi khuẩn, vi trùng trong cái lá bàn nữa. Mình thì mình kỹ cho con cá của mình cho nên là mình đi nấu cho nó an toàn hơn. Còn các bạn nào mà ngâm cũng được thôi chứ cũng không có ảnh hưởng gì nhiều hết trơn á. Rồi thì bây giờ đem vô nhà bắt đầu trụng tụi nó thôi. Do ở trên thành phố cho nên là mình không có xài bếp củi, cho nên là lấy ấm đun siêu tốc để nấu luôn. Nấu kiểu này nó tốn điện dữ lắm mà nghe. Bạn nào ở dưới quê thì có thể lấy bếp củi để nấu cũng được cho nó tiện. Với cái khay 16 lít này thì mình sẽ nấu khoảng 4 cái ấm nước nha. Đối với cái khay này thì mình cho nửa bịch muối hột thôi, để cho cái nước lá bàn nó có tính sát trùng sát khuẩn luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình đi lượt cái nước lá bàn này lại nha mọi người. Bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tôi lượt cái nước lá bàn này từ cái khay 16 lít này qua cái xô đỏ này nha. Mọi người ghé tiệm cá cảnh mọi người mua cái bông lọc màu trắng này nè để về mọi người lượt. Nhà ai mà không có cái khỉu á thì cắt cái đầu chai giống như tôi gì nè rồi lọc thôi. Đó, đây là thành quả mà sau khi tôi lọc xong nè. Cái màu nâu nâu nhìn như là màu sô-cô-la gì đó. Đẹp he mọi người. Giờ tôi sẽ tiến hành tôi đi chăm vô mấy cái hũ đựng mấy cá betta này nè. Nguyên một đống này là tôi mới thay nước xong luôn á. Điếm đâu đó trên chừng 100 con à. Vào mùa mưa này thì mọi người chuẩn bị cái nước lá bàn này là vừa rồi. Để khi mà mưa nó xuống là mọi người không có lụm được luôn á. Nhà tôi nuôi cá bảy màu tôi cũng xài nước lá bàn nữa. Mà cái con đặc biệt không thể thiếu là con cá betta luôn. Có nước lá bàn mấy con cá betta này nó sung dữ lắm luôn. Với lại nó cũng khỏe hơn so với mình nuôi mấy cái nước trắng trắng nữa. Mọi người xài nước lá bàn mọi người đổ vừa phải thôi nha, đừng có đổ đậm quá. Đậm quá là con cá nó bị cháy đuôi luôn á. Với lại cái nước lá bàn này nè, khi mà chúng ta xài nhiều á, nó bị thuộc pH á. Nói chung là xài cái gì cũng phải vừa phải thôi, chứ mà xài lố quá cũng vô tác dụng. Thôi thì mình làm clip chia sẻ tới đây là được rồi. Chúc tất cả các bạn áp dụng thành công. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ cho mình xin một like và một lượt đăng ký nha. Bye bye mọi người.